Xin chào các bạn khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì Gia Bảo Luxury sẽ đem đến cho các bạn những cái nhìn tổng quan và chi tiết về Rolex Pierre Master 81158. Xuất hiện từ năm 1992, trong số những chiếc đồng hồ thể thao dành cho nam giới, Pierre Master được biết đến là bộ sưu tập gồm những chiếc đồng hồ dành riêng cho nữ giới đang theo đuổi vẻ đẹp quyến rũ cũng như đẳng cấp vượt trội. Hãy cùng với Gia Bảo Luxury khám phá xem là phiên bản đồng hồ Rolex Pierre Master 81158 để kiểm nghiệm nhận định trên nhé. Là sự kết hợp giữa trang sức hoàn kim lẫn cỗ máy đếm thời gian chính xác, những chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Pierre Master chỉ được Rolex sản xuất trong chất lượng vàng cao cấp và đi kèm đá quý. Các biến thể đồng hồ Rolex Pierre Master đã từng xuất hiện với chất liệu như là vàng trắng, vàng vàng hay là vàng Everose, trong khi đá quý có thể là kim cương, ruby hay là sapphire. Những viên đá quý hiếm nhất được đặt trong mặt số đồng hồ, vỏ khung, vành bezel hay là trên cả dây đeo. Thậm chí có những phiên bản đồng hồ Pierre Master còn được Rolex sản xuất cho riêng thị trường, đặc biệt sẽ được phủ kín kim cương tràn mặt số cho đến dây đeo ở bên ngoài. Bộ vỏ 34mm của phiên bản đồng hồ này đã được đánh bóng chân chu toàn bộ từ cạnh bên, cho nên từng mắt của dây đeo trừ phần đáy xoắn chặt đằng sau đồng hồ. Là một thiết kế dành cho nữ giới, bộ vỏ váng bóng của phiên bản Rolex Pierre Master 81158 trông đặc biệt nữ tính và có đường cong mềm mại. Hiện nay thì Rolex đã sử dụng dáng vỏ Oyster cho hầu hết các bộ sưu tập, nhưng mỗi bộ sưu tập lại được điều chỉnh cho phù hợp với mục đích sử dụng. Nếu như trên phiên bản đồng hồ Submariner, vỏ Oyster có phần gồ ghề, có phần thể thao, thì dáng vỏ Oyster đã được làm cong mềm mại với những đường uốn lượn mượt mà. Cố định phiên bản đồng hồ này là dây đeo bằng vàng với 5 mối nối. Thiết kế dây đeo này là đặc điểm đặc thù, đặc điểm nhận dạng của mỗi chiếc đồng hồ thuộc bộ sưu tập Pierre Master. Và cũng chính thiết kế dây đeo này, Rolex đã đặt tên cho bộ sưu tập khi được tung ra vào năm 1992. Nếu như đặt cạnh thiết kế dây đeo President với vẻ ngoài cá tính, pha trộn nam tính trên phiên bản đồng hồ nữ Lady Deathjust 179158, thì dây đeo của chiếc Pierre Master này còn nữ tính hơn hẳn. Đi kèm với thiết kế dây đeo 5 mối nối hình chữ nhật được bo góc tròn của đồng hồ Rolex 81158 là khóa gập dấu khóa dạng crown clasp đầy tinh tế. Chỉ cần gạt nhẹ khóa vương miện, khóa gập sẽ bung ra và bấm nhẹ vào thì khóa sẽ đóng chặt lại, cố định chắc chắn chiếc đồng hồ trên cổ tay. Tiếp theo hãy cùng nhìn tới mặt số của đồng hồ. Để tạo nên được sự ấn tượng và bắt sáng cùng với 32 viên kim cương trên vành bezel, Rolex đã trang bị cho chiếc đồng hồ này mặt số khảm xà cừ với màu trắng. Tùy vào bộ phận và màu lớp xà cừ, mặt số đồng hồ có thể mang sắc hồng hay là sắc vàng. Những lớp xà cừ được các nghệ nhân bóc tách thủ công và dàn trải đều tạo nên mặt số hoàn mỹ. Ngoài phần tán xạ với màu sắc khác nhau, trông mặt số đồng hồ Pierre Master 81158 còn đem lại cảm giác như đang gồ ghề, mà không hẳn là được làm phẳng. Kiểu thiết kế như thế này sẽ khiến cho mặt số trông tự nhiên, mặc cho nhiều người có thể sẽ không thích sự thiếu hoàn hảo đã được tính toán này. Vậy thì còn bộ máy đồng hồ có gì đặc biệt? Đảm nhiệm chức năng báo giờ cho chiếc đồng hồ Rolex Pierre Master 81158 là bộ kim được đánh bóng để phản xạ ánh sáng tốt nhất. Bộ kim sẽ chạy quanh 11 cọc số chỉ giờ, trong số đó cọc 12 giờ là logo vương miện bằng vàng được đính nổi ở vị trí cao cấp, còn cọc 3 giờ đã được thay thế bởi ô cửa sổ báo ngày nằm bên dưới mặt số. 10 cọc số còn lại là những viên kim cương đang được bọc vàng tinh tế. Không thua kém bất kỳ chiếc đồng hồ nam nào đã được Rolex sản xuất, Pierre Master 81158 cũng có thể vận hành chính xác với size số là -2/+2 giây một ngày. Đạt tiêu chuẩn chính xác được công nhận chính thức bởi tổ chức COSC hay chính Rolex. Bộ máy cung cấp năng lượng bên trong chiếc đồng hồ này mang tên Caliber 2235. Là một bộ máy tự động có 31 chân kính, có thể vận hành trong khoảng 50 giờ đồng hồ. Với những ưu thế vượt trội như vậy thì đây hiện là bộ máy cung cấp năng lượng chính cho những chiếc đồng hồ Rolex nữ như là Lady Deathjust 179174 hay là Lady Deathjust 178271. Và đó là những điều thú vị về chiếc đồng hồ Rolex ngày hôm nay mà Gia Bảo Luxury muốn gửi tới các khán giả. Hy vọng rằng sẽ giúp ích phần nào cho các bạn. Và nếu có bất cứ ý kiến gì, hãy để lại ở phần bình luận bên dưới. Đừng quên đón xem những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!